Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến mọi người một chiếc xe trong phân khúc C, Kia Cerato, động cơ 1.6, máy xăng, số tự động, màu vàng cát, nội thất màu kem. Chiếc này biển số thành phố. Và em sẽ giới thiệu cho mọi người khoang máy của chiếc xe này luôn ạ. Vâng, vẫn như thường lệ là những chiếc con ốc cao su chân máy nguyên bản, nguyên gen, nguyên dấu sơn của nhà sản xuất. Rồi những keo mặt máy này, những con ốc mặt máy nguyên bản, không có dấu hiệu gì là xe đã bị ngập nước mà tháo dỡ động cơ ra để làm lại đâu ạ. Những cái đường ống này là cũng là những cái chi tiết mà chúng ta cần phải kiểm tra và xem kỹ. Về phần xe bị ngập nước thủy kích thì nó chính là cái phần này chỉ được phép lấy oxy vào để đốt cháy bùng đốt thôi. Nếu mà nước lên đến đây và bị hút vào khoang máy thì sẽ phá tan những cái tay biên trục khỉu, bắt buộc phải hạ máy để làm lại, đó là ngập nước của thủy kích ạ. Và tiếp đến là những con ốc, những đường keo chỉ, ốc cabo nguyên bản đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe này để xem độ mới và những chi tiết. Những đường gân cửa nguyên bản đó. Và đây là cánh bên phụ, cánh trước bên phụ. Xe còn rất là nguyên bản, ghế da căng đét. Chiếc này là bản ghế múi rồi và có trang bị sạc không dây, đầy đủ tính năng option, nhớ ghế hai vị trí, ghế lái chỉnh điện, có cửa gió điều hòa hàng ghế sau mọi người nhé. Đây là khoang ngồi sau của chiếc xe này. Ghế da rất là căng nha mọi người nhé. Mới. Có cửa sổ trời. Chủ xe đã trang bị thêm một bộ áo ghế. Cụ nào mua chiếc xe này thì được nguyên cả bộ áo ghế này luôn ạ. Rất là cẩn thận. Và em ở cái lốp sơ cua này mọi người cùng xem. Đây là lốp sơ cua của xe. Rồi, những con ốc cốp nguyên bản này, chất lượng xe chúng ta sẽ đánh giá qua những cái chi tiết này. Keo chỉ nguyên bản, không có dấu hiệu của đâm đụng hay tai nạn va chạm mạnh. Đó. Tiếp đến là cánh sau bên lái của chiếc xe này. Từng đường chỉ, từng đường gân, từng con ốc nguyên bản. Tất cả xe của em đều là nguyên bản. Đó, cửa sổ trời. Tiếp đến đó chính là cánh cửa bên lái của chiếc xe này. Cũng vậy, zin đến từng mép chỉ, ốc, ghế chỉnh điện, trang bị đầy đủ option. Chiếc Kia Cerato này thì chạy được 32.000 km và em xin báo giá chiếc này là 579 triệu đồng. Anh chị nào đang có nhu cầu chiếc Kia Cerato này thì hãy gọi điện trực tiếp cho em. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi.